Ở Cồn Sơn, từ xưa cho đến nay, bà con vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống bình dị trong ngày Tết cổ truyền. Nhà nhà, người người, dù quan cảnh nào cũng cố gắng lo đầy đủ 3 ngày Tết. Có lẽ với bất cứ ai, Tết là dịp để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, hằng mong các vị tiền nhân cùng con cháu đón một mùa xuân mới an khang, thịnh vượng. Thế nên, dù có đi đâu, làm gì, thì họ cũng trở về quê cha đất tổ, thắp nén hương lên bàn thờ tiên tổ. Cũng vì thế, bàn thờ ngày Tết trở thành trung tâm của ngôi nhà, trở thành gốc xuân thiêng liêng và rực rỡ. Thưa quý vị, ăn quả nhớ kẻ trồng cây luôn được xem là một nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người Việt Nam từ bao đời nay. Vì thế, việc thờ cúng, trang trí và dọn dẹp bàn thờ Tết luôn mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng mỗi độ xuân về. Dọn dẹp và bàn trí bàn gia tiên thường được thực hiện sau lễ cúng ông Công và ông Táo. Hoạt động này như một việc làm để con cháu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với công lao dưỡng dục của ông bà và tổ tiên. Theo chia sẻ của người dân Cồn Sơn, việc lau dọn bàn thờ chỉ được làm sau ngày 23 tháng Chạp và tuyệt đối phải hoàn thành xong trước đêm giao thừa để tránh mạo phạm gia tiên và đầu năm kiêng kỵ quét dọn. Để trang trí bàn thờ ngày Tết, bà con thường trưng hoa, trái cây. Hoa thường lựa màu đặc trưng là đỏ hoặc vàng, được xem là hai màu đem lại may mắn, rước tài lộc vào nhà. Còn trái cây nhất thiết phải có mâm ngũ quả với các loại trái là máng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thể hiện tâm nguyện của gia chủ trong năm mới, cầu dừa đủ xài, gia đình sung túc, phát tài, phát lộc. Thường thì ở miền Tây vào những ngày cuối năm là mình hay sửa soạn nhà cửa, rồi trưng bông hoa, cây trái. Nhưng mà thường thường trên bàn thờ thì hay cúng là hoa quả. Mình sẽ cúng một bình hoa một bên, rồi trái cây một bên. Thì thường thì mình hay chọn những trái cây to nhất ở trong vườn, đẹp nhất ở trong vườn để mình đem lên mình cúng trên bàn thờ. Trước tiên là mình cúng ông bà, sau đó là để trang trí cho nhà cửa cho mình năm mới đó sẽ được trang hoàng hơn, thấy nó sẽ sung túc hơn. Người Cồn Sơn vốn làm nghề chính là vườn, nuôi cá và sau này là du lịch. Những sản phẩm được bà con bỏ công chăm bón, được bày trí trên bàn thờ gia tiên hoặc trong mâm cơm ngày Tết bằng tất cả tấm lòng thành kính với tổ tiên và nhắc nhớ tới nhiều người về những buổi sum họp gia đình. Không chỉ vậy, khi trải nghiệm nơi đây, khách phương xa sẽ có cơ hội được hòa mình vào không khí đón Tết cổ truyền của người dân miệt vườn qua hoạt động gói bánh tét. Mỗi người một việc, người chuẩn bị bếp củi, người tụ họp nói cười, chuẩn bị nhân, gói bánh, chốc lát lại hỏi thăm nhau công việc suốt một năm ròng rã đã qua. Sự hiện diện của bánh tét trong ngày Tết mang lại không khí ấm áp, hạnh phúc và sum dày cho mọi gia đình. Không chỉ được hướng dẫn và tự tay gói bánh tét, bạn còn được mang những chiếc bánh nóng hổi, chín mềm về để làm quà năm mới dành tặng người thân và bạn bè. Cái bánh tét thì ý nghĩa là mình có thể trữ được lâu nè. Và nó sẽ thể hiện được khẩu vị ngon, lạ của từng gia đình. Và đặc biệt nữa là cái ý nghĩa là ông bà sẽ dạy được cho cháu con mình cái cách gói bánh như thế nào là ngon, truyền được kinh nghiệm dân gian để làm sao mà cái bánh tét nó không còn là nơi gọi là món ăn phải bảo tồn mà là bảo tồn phát triển trong thời kỳ phát triển. Kính thưa quý vị, Tết Nguyên Đán luôn là khoảng thời gian được trông đợi nhất trong năm, bởi lẽ đây là dịp để mọi gia đình sum họp, là khởi sự cho mọi điều tốt đẹp, mở đầu cho một năm mới đầy sung túc và phát tài. Đặc biệt, Tết Nguyên Đán còn mang hương vị xuân bao trùm khắp mọi không gian của đất trời, khiến cho người ta càng háo hức đón chờ không khí Tết. Giữa cuộc sống bộn bề, cũng thật dễ hiểu khi nhiều người lại muốn tìm về hương vị đậm đà của những ngày Tết xưa. Cồn Sơn đang từng ngày níu chân du khách bằng mô hình du lịch cộng đồng Quan Sơ, mang đến sự trải nghiệm mới lạ trên mỗi hành trình khám phá. Đặc biệt, ký ức Tết xưa thoạt nhìn đơn giản chỉ là tái hiện lại những hoạt động thường có mỗi khi Tết đến xuân về ở làng quê miền Tây Nam Bộ.